là dài. Thì tùy cái tài liệu mà chúng ta có thể làm xong cho nó kịp. Nhất cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thực hành đó, thì hai cái bài này nó có nhiều cái nó đòi hỏi cái trong quá trình thực hành đó, để chúng ta tiếp cận nó sẽ rõ ràng hơn. Giờ trước mắt chúng ta học về mặt lý thuyết về cái nội cái mục tiêu của cái bài mà xử lý ngưng tim ngưng thở cho em đó, thì thứ nhất là nắm được các cái bước tiếp cận ngưng tim ngưng thở, thứ hai là chẩn đoán làm sao để chúng ta chẩn đoán nhanh, thành thạo cái kỹ năng hô hấp cũng như kỹ năng mà ép tim ngoài lồng ngực, và chúng ta nắm được cái như thế nào gọi là hồi sức tim phổi chất lượng cao. Đấy. Thì chúng ta biết rằng là cái ngưng tim ngưng thở thì đối với trẻ em á, thì hai cái bối cảnh mà em bé nó ngưng tim ngưng thở đó là gì? Thứ nhất là do tình trạng suy hấp, đặc biệt tình trạng suy hấp nó kéo dài mà nó không được xử trí thì dẫn đến tình trạng thiếu oxy và dẫn đến ngưng thở, ngưng tim. Cái tình huống thứ hai là trong cái bối cảnh ngưng tim do tình trạng gì, sốc suy tuần hoàn kéo dài và cũng không được điều trị, thì bệnh nhân nó sẽ ngưng tim, em bé sẽ ngưng tim và ngưng thở. Nó khác người lớn, người lớn có thể cho những cái bệnh lý về tim, ví dụ như bệnh nhân đột quỵ đấy, bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì bệnh nhân có thể ngưng tim ngưng thở đấy, nhưng mà trẻ em thì trong hai cái bối cảnh đấy, cho nên nó là nếu chúng ta phát hiện sớm cái vấn đề mà siêu hấp suy tuần hoàn, chúng ta can thiệp tốt thì có thể là không dẫn đến ngưng tim ngưng thở đấy. Tại vì nếu mà và trong cái khi mà xảy ra ngưng tim ngưng thở thì làm thế nào để mà chúng ta phát hiện cho sớm, tại vì biết rằng là nếu như mà cái tình trạng mà ngưng tim á, mà trong thời gian khoảng 8 đến 10 giây á, thì bệnh nhân sẽ mất ý thức. Nếu kéo dài từ 3 đến 4 phút á, thì em bé sẽ tổn thương não, và nếu trên 10 phút á, thì tử vong. Hoặc là nếu bệnh nhân có sống đi nữa thì cái di chứng của não không hồi phục, có nghĩa bệnh nhân sống thực vật, để lại một cái hậu quả rất là lớn, cho một khó khăn rất lớn cho cả gia đình và xã hội. Cho nên cái việc mà phát hiện cái ngưng tim ngưng thở giống như chạy đua đó, nếu xảy ra chúng ta cần phải phát hiện thật là sớm. Mục đích để là gì? Để chúng ta tiến hành các bước và cấp cứu kịp thời để cung cấp máu và dầu oxy và dưỡng chất để giảm tỷ lệ tử vong, cũng như giảm cái vấn đề mình di chứng. Đấy. Và trong một cái nghiên cứu á, thì người ta thấy rằng đối với trường hợp mà ngưng tim ngưng thở ngoại viện, ở đây ngưng tim ngưng thở có hai khía cạnh, nhất là ngoại viện và trong bệnh viện. Đây thì cái yếu tố nào sẽ giúp cải thiện được cái khả năng sống còn của bệnh nhân, đó là cái đầu tiên chúng ta phát hiện sớm. Cái thứ hai là chúng ta làm sao chúng ta làm CPR một cách chuẩn nhất ngay từ đầu. Cái thứ ba là chúng ta gì, có thể khử rung khi mà nó có chỉ định, và sau đó rồi mau vào sau đó rồi thì chúng ta mới dùng các cái thuốc. Như vậy là gì, rõ ràng em ơi chiều nay anh không được ký kia đấy. Mấy em tí có thấy người ai trực thế nha, không tí mấy em. Như vậy là gì, cái đầu tiên chúng ta cần phải kiểm soát đấy, cái thứ hai là làm CPR một cách chuẩn nhất, cái thứ ba là khử trùng sớm, và cái thứ tư mới sử dụng gì các cơ bước và hồi sức tích cực, hồi sức năng cao, như chúng ta dùng các thuốc để nó lên gì đấy. Và một cái nghiên cứu khác thì cũng tương tự như nghiên cứu hồi nãy, người ta thấy rằng là gì, cái việc mà chúng ta khử trùng sớm 5 trường hợp thì chúng ta sẽ cứu được 1 trường hợp. Chúng ta làm phát hiện sớm, CPR sớm thì khoảng 11, 15 trường hợp chúng ta cứu được 1 trường hợp. Trong khi đó, nếu chúng ta cái trầm hâm một, chúng ta dùng adrenaline thì chúng ta chỉ 112 trường hợp chúng ta chỉ cứu được 1 trường hợp thôi. Như vậy, qua hai nghiên cứu này chúng ta để nói lên điều gì? Đối với ngưng tim ngưng thở chúng ta cần phát hiện sớm, chúng ta cần phải gì, cứ làm CPR sớm và gì cần phải khử trùng sớm cho bệnh nhân. Và đây là nghiên cứu người lớn, tuy nhiên ở con nít thì nó cũng không khác gì. Mặc dù có nguyên nhân như nãy anh nói là gì, cái vấn đề khử trùng ở người lớn thì do nhiều máu cơ tim, bị nhân ngưng tim đột ngột, cho nên cái vấn đề khử trùng đó mới trò rất quan trọng. Ở trẻ em thì cái nguyên nhân không phải là vậy. Tuy nhiên, nếu như mà khi mà bệnh nhân ngưng tim ngưng thở và bệnh nhân có những cái nhịp mà cần khử trùng sớm thì chúng ta cũng cần phải tiến hành. Như vậy, cái nguyên tắc của cấp cứu ngưng tim ngưng thở là gì? Thứ nhất là nhận biết sớm, cấp cứu nhanh. Thứ hai là luôn luôn phải có người giúp đỡ. Đấy. Chúng ta không có thể làm một mình được. Và vì sao chúng ta không làm một mình thì chập nữa, trong cái bài thì các em sẽ hiểu. Cái thứ ba là mình sẽ xác định sớm có chỉ định, và cái thứ tư là dĩ nhiên rằng chúng ta biết là có vấn đề mình dùng oxy cái nồng độ cao quá trong hồi sức thì nó cũng có những cái tác dụng có
tác dụng phụ hay là những cái độc hại của vấn đề mà tăng oxy quá mức. Tuy nhiên đối với trường hợp cấp cứu ngưng tim ngưng thở ban đầu thì chúng ta vẫn bóp mask và bóp qua mặt nạ với cái nồng độ oxy là cao nhất, đó là 100%. Làm thế nào để chúng ta làm CPM chất lượng cao và các thuốc mà chủ yếu mà trong cái ngưng tim ngưng thở đó là adrenaline. Và vấn đề mà dùng adrenaline thì nó có hai đường dùng, đó là đường tĩnh mạch và đường bơm qua nội khí quản. Mấy em phải nhớ là có một cái đường đó là đường bơm qua nội khí quản. Tại vì sao? Tại vì là trên thực tế thì có nhiều trường hợp gì người ta dùng adrenaline thì lên bắp là không có được đấy, người ta dùng tĩnh mạch hoặc là bơm qua nội khí quản. Tuy nhiên mà ở trẻ em đấy thì có một con đường nữa, đó là con đường mà tim trong xương, có nghĩa là đường tim trong xương, người ta có thể lấy trong xương ở những đứa trẻ nhỏ, đặc biệt những trẻ dưới 2 tuổi mà chúng ta tiếp cận, chúng ta chưa đặt nội khí quản, chúng ta tiếp cận mạch máu không được thì chúng ta sẽ làm đường tim truyền trong xương, một cái đường rất là tốt để trong cái hồi sức ngưng tim ngưng thở cũng như cái hồi sức bệnh nặng, hồi sức sốc ở trẻ em. Như vậy làm thế nào để mà chúng ta nhận biết bệnh nhân em bé này nó có bị ngưng tim thở thì đó là ba cái dấu hiệu. Nhất đó là về vấn đề về tri giác của bệnh nhân. Nếu chúng ta thấy nếu em bé nó đến với chúng ta mà em bé gì nó bình thường, nó vẫn tiếp xúc bình thường, tôi được coi bình thường thì đó là có thể là vấn đề gì em bé nó không tiêu thở. Tuy nhiên đến với chúng ta trong em bé giảm trương lực cơ, em bé hôn mê thì khả năng rất cao đó là em bé mình ngừng tim đấy, ngừng thở. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta nhìn xem thử em bé này có thở hay không bằng cách là chúng ta gì trên hình ảnh em thấy đó là chúng ta nhìn nghe và cảm nhận, chúng ta xem thử cái gì cái lồng ngực em bé có gì có di động không, em bé nó có gì nó có cảm giác là có hơi thở hay không, em nghe có tiếng bất thường hay không thì chúng ta thể gì đánh giá được em bé này nó có ngừng tim hay không. Và cái thứ ba đó là chúng ta bắt mạch. Như vậy chỉ nhìn ba cái cơ quan thì chúng ta gì cũng đánh giá được, đó là về vấn đề về tri giác em bé, cái thứ hai vấn đề em bé thở như thế nào, cái thứ ba là vấn đề về mạch của em bé thì chúng ta biết được là em bé này có ngừng tim hay không. Và trong cái để cấp cứu ngừng tim ngừng thở một cách có hiệu quả thì chúng ta cần phải có một cái gì, có một cái cách tiếp cận một cách có hệ thống, đó là gì, đầu tiên chúng ta sẽ xem đứa trẻ nó có đáp ứng hay không. Nếu trẻ không đáp ứng có nghĩa là gì, chúng ta gì chúng ta gọi em bé, chúng ta lai gọi em bé, nếu bé không đáp ứng thì chúng ta phải gọi người giúp đỡ đấy. Và cái thứ hai là gì, nếu sau đó rồi chúng ta đánh giá đường thở, chúng ta cần phải mở thông đường thở cho em bé và chúng ta kiểm tra nhìn nghe cảm nhận, nếu em bé này không thở bình thường không có nhịp thở thì chúng ta cần phải gì tiến hành là gì thở ngạt 5 lần, trong đó có 2 lần có kết quả chúng ta có thể thở ngạt, hoặc là trong cái môi trường bệnh viện thì chúng ta có thể dùng bóp bóng mát để chúng ta gì chúng ta bóp mát có oxy cho bệnh nhân. Và sau đó chúng ta kiểm tra cái dấu hiệu sống là chúng ta kiểm tra mạch, nếu như không có mạch hoặc là bệnh nhân không có cái dấu hiệu sống thì chúng ta gì chúng ta ấn ngực 15 lần đấy, tỷ lệ là gì 15 2 đấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ gọi cái đội hình mà hồi sức rồi phòng cấp cứu để chúng ta đánh giá tiếp về cái hồi sức ngưng tim ngưng thở ở bệnh nhân. Như vậy là gì, trên cái sơ đồ này chúng ta thấy là gì, đầu tiên vô chúng ta xem thử em bé này có đáp ứng hay không, nếu không đáp ứng là chúng ta phải cần phải gọi người giúp đỡ liền, và chúng ta đánh giá kiểm soát đường thở, chúng ta thử ngạt và bóp bóng nếu em bé không có thở, và sau đó chúng ta sẽ đánh giá xem em bé có tuần hoàn hay không. Nếu không có tuần hoàn chúng ta tiến hành ấn ngực đấy, với cái tỷ lệ là gì giữa là ấn ngực và thở ngạt là 15/2 đấy. Như vậy khi trên cái lơ đồ này thì mấy em có thấy là nó sẽ khác là gì. Mấy em sẽ nghe là gì, như vậy trong cái lưu đồ cấp cứu này chúng ta thì làm theo các bước A, B, C, D đúng không? Tuy nhiên mấy em cũng sẽ nghe là người ta hồi sức ngưng tim ngưng thở là CIV, có nghĩa là gì, đầu tiên là nếu bác không uống người ta sẽ gì, người ta đánh giá mạch, nếu không có rồi người ta sẽ gì tiến hành là ấn ngực. Tuy nhiên đó là cái mà của người lớn đây, và con nít thì mấy em đọc các tài liệu của A của hiệp hội quân mạch Hoa Kỳ thì họ cũng áp dụng cái kiểu mà CIV giống như người lớn. Tuy nhiên ở đây trong cái chương trình mà hồi sức chương trình mà cấp cứu nâng cao cho em này thì người ta vẫn thống nhất là người ta dùng ABCD đấy. Tuy nhiên là thực ra trong thực hành lâm sàng ấy, thì cái chuyện mà em làm ấn tim hay là gì em làm hô hấp trước thì nó không có thay đổi nhiều, nó rất là nhanh thôi. Nếu chúng ta đánh giá tính nó tiếp cận nhanh thì chúng ta gì tiếp cận theo đường hô hấp trước cũng được, và nếu chúng ta gì
theo cái kiểu mà nếu bệnh nhân không thở thì chúng ta ấn tim trước rồi chúng ta bóp bóng sau thì nó cũng khác gì nhiều. Tại sao người lớn người ta dùng là CIB, tại vì đó nghiên cứu người ta sẽ người ta tiến hành ở những cái trường hợp mà bệnh nhân đột quỵ, bệnh nhân nhồi máu cơ tim, ngưng tim đột ngột thì người ta nghĩ rằng nếu chúng ta ngưng tim như vậy dù trong máu bệnh nhân nó vẫn còn một xíu oxy, nếu chúng ta ép tim liền thì có thể nó cung cấp oxy cho bệnh nhân tốt hơn đấy, nhưng mà nó lại là đó là cái nghiên cứu của người lớn đấy, và con nít thì chúng ta vậy chúng ta gọi là IBCD giống như cũ. Bước A đó là chúng ta làm sao mà chúng ta phải khai thông cái đường thở cho bệnh nhân. Nếu như đường thở của bệnh nhân nó không thông thoáng thì chúng ta cần phải làm các cái biện pháp để chúng ta khai thông đường thở. Cái vấn đề đầu tiên đó là chúng ta tư thế của em bé nằm ngửa đúng không? Ngửa đầu nâng cằm, chúng ta làm biện pháp ngửa đầu nâng cằm. Hoặc là trong cái trường hợp mà nghi ngờ em bé này có cái chấn thương cột sống cổ, vì trong bối cảnh mà em bé vào với một tình huống là chấn thương cầm cái chấn thương cột sống cổ thì chúng ta phải làm nghiệm tóc ấn hàm để chúng ta gì khai thông cái đường thở cho em bé. Và thì nếu như mà em bé nó có đờm dãi thì chúng ta cần phải hút đờm dãi. Nếu như trong trường hợp mà em bé này nó bị hôn mê, tại vì khi hôn mê thì cái lưỡi của em bé nó khả năng tụt vào phía sau, thì chúng ta có thể đặt các cái neo để mà gì khai thông cái đường thở cho em bé. Và trong tình huống nếu như mà chúng ta làm các biện pháp về tư thế hút đờm dãi hay đặt cannula mà em bé nó đường thở nó vẫn không thông và em bé nó không có thở thì chúng ta có thể dùng gì cái mắt thanh quản để chúng ta đặt, hoặc là gì trong tình huống mà em bé nó không thở được, nó không thở luôn thì chúng ta có thể đặt một cái quản để kiểm soát đường thở cho em bé. Cái đây là cái bước mà chúng ta kiểm tra thử em bé này nó có thở hay không bằng cách là gì nhìn nghe và cảm nhận như trên hình ảnh nó thấy đấy. Thực ra đây là về mặt lý thuyết thì chúng ta làm cách bài bản như vậy, nhưng mà trên thực hành chúng ta chỉ cần nhìn em bé là chúng ta cũng biết được là em bé này nó có thở hay không thở, nó có tiếng thở bất thường hay không bất thường đấy. Và nếu như mà em bé này nó không thở được thì chúng ta tiến hành là gì, chúng ta tiến hành là thổi ngạt nếu mà đề cấp cứu gì cấp cứu ngoài hiện trường, còn cấp cứu cơ bản chúng ta không có gì không có cái bóng mát thì chúng ta có thể gì thổi ngạt qua miệng miệng. Và khi thở ngạt như thế này thì mấy em để ý là gì, cái miệng của người thở ngạt có thể phải ôm được luôn cả miệng và cả mũi của em bé. Nếu trong trường hợp em bé lớn chúng ta không ôm được cả miệng và mũi thì chúng ta ôm miệng và chúng ta bóp cái mũi của em bé lại mỗi lần chúng ta thở hơi thở vào. Nếu không thì chúng ta thở bằng đường miệng thì và nó sẽ xì hơi ra hết, hô hấp nó sẽ gì không khí nó sẽ chạy hết ra đường mũi thì lồng ngực của em bé nó cũng không có nhô lên, và rõ ràng vấn đề mà mình hô hấp miệng miệng nó vẫn không có hiệu quả. Anh mang chúng ta lưu ý như vậy. Đấy. Còn trong trường hợp mà chúng ta có bóng mask thì chúng ta gì? Chúng ta có bóng qua mặt nạ với oxy là 100%. Đấy. Bạn thấy đấy. Và cái cách mà bóng mask á, thì bạn thấy thì cách cầm như thế nào đó thì đây là cầm bằng chiếc C với chiếc E đây. Trên thực hành thì mấy anh sẽ biết cách mình cầm cái bóng mát như thế nào để cho nó vừa gì vừa đảm bảo được chắc chắn, thứ hai là vừa gì vừa đảm bảo là không che cái đường thở của em bé, đè cái đường thở của em bé đấy. Và khi sử dụng bóng mát thì luôn luôn chúng ta sẽ để ý chúng ta chọn chọn cái kích cỡ bóng như thế nào đấy. Và khi mà sử dụng một cái bóng để mà hồi sức ngưng tim ngưng thở cho bệnh nhân á, cho tất cả những trường hợp mà ngưng tim ngưng thở thì chúng ta thứ nhất là chúng ta chọn cái bóng nó phù hợp, ví dụ bé sơ sinh thì chúng ta có chọn cái bóng là gì, cái kích thước của hơn 200 250 ml thôi, còn người lớn hay trẻ lớn có thể tới 1.500 đây. Cho nên nếu mà chúng ta chọn bóng không phù hợp, nếu em bé lớn mà chúng ta chọn bóng nhỏ thì nó không đủ được cái thể tích, mà nếu em bé nhỏ mà chúng ta chọn bóng quá lớn thì chúng ta bóp nguy cơ nó sẽ gì gây các biến chứng, đặc biệt là vấn đề mạch tràng khí màng phổi đối với em bé nó vỡ tất cả khe nang. Đó là cái lưu ý. Cái lưu ý thứ hai nữa là đối với cái bóng mà để hồi sức ngưng tim ngưng thở thì luôn luôn mấy em thấy cái đuôi phía sau này gọi là cái túi khí dự trữ. Những cái bóng nào mà không có cái túi khí dự trữ phía sau này thì chúng ta không được sử dụng để mà gì để mà hồi sức ngưng tim là bắt buộc phải có cái túi phía sau này. Cái này thì các em nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta gì chúng ta sẽ quên đó và vấn đề mà quên cái túi này thì nó không có bao giờ nó có hiệu quả hết ở trong vấn đề mà chúng ta bóp bóng cho bệnh nhân đấy. Cho nên bắt buộc là gì chúng ta phải có cái túi phía sau này, và cái túi phía sau này
và cách kiểm tra túi này hoạt động như thế nào. Thì trên thực hành mấy em hỏi thì các anh chị anh sẽ hướng dẫn cho cách kiểm tra máu mass trước khi mà gì trước khi mà sử dụng cho bệnh nhân. Đây đây là cách kiểm tra đấy, cách khi mà kiểm tra thử cái này nó có hở không này, đấy, mấy cái vị trí nó có hở không này, cái thứ hai là cái túi này nó có hư không. Đây là cái túi này khi mà bạn xi vào thì nó phòng như thế này thì nó ok rồi. Trong cấp bóng thì anh nói sơ một chút đó là gì, nó có hai cái loại bóng trong thực hành lâm sàng. Thứ nhất là đây là gọi là bóng tự phòng, có nghĩa là gì, cái này nó có oxy hay không có oxy thì nó cũng phòng như đây hết đấy. Còn cái loại thứ hai là cái bóng mà dùng trong gây mê hồi sức ấy, trong gây mê trong trong phòng gây mê trong phẫu thuật ấy, thì người ta dùng cái bóng gọi là bóng phòng theo lưu lượng, nghĩa là khi mà có oxy thì bóng này nó phòng đấy. Còn cái của chúng ta mà để sử dụng trong hồi sức tim ngưng thở thì cái bóng này cũng tự phòng đấy. Cho nên muốn kiểm tra cái bóng này nó có hiệu quả hay không á, tại vì lúc nào nó cũng phòng hết chứ nó không cần phải có oxy nó phòng. Cho nên muốn kiểm tra cái bóng này nó có đạt không thì chúng ta làm cái cách làm như thế này là kiểm tra xem về mấy cái đầu nối đây nó có hở hay không, cái thứ hai là gì, cái túi này nó có phồng lên hay không đấy, rất là quan trọng trong cái thực hành lâm sàng, phải lưu ý như vậy. Và vì nếu em bé này nó không thở hoặc là đường thở nó không thông mà không phải do dị vật thì chúng ta có thể đặt nội khí quản, và khi đặt nội khí quản thì chúng ta cũng chọn chọn cái lưới đàn nào cho nó phù hợp với các kích cỡ khác nhau. Ví dụ em bé sơ sinh thì chúng ta có thể dùng cái lưới đàn thẳng, em bé nhỏ thì chúng ta dùng các kích cỡ là 1, 2, 3 thì tùy theo. Nếu em bé nhỏ gì chúng ta sẽ làm cỡ số 1, thì cái đây thì trên thực hành mấy em sẽ tìm hiểu thêm. Và một cái nữa là gì, khi mà chọn để đặt nội khí quản thì chúng ta chọn cái ống nội khí quản, và luôn luôn khi chọn ống nội khí quản thì chúng ta gì dĩ nhiên chúng ta phải chọn cái ống nội khí quản cho phù hợp với tuổi. Người lớn thì rất là đơn giản, chúng ta chọn ống 6, 6 thước 5 và 7, người lớn nào cũng giống nhau hết đấy. Nhưng mà ở nít thì chúng ta cần phải gì, mỗi đứa tuổi nó sẽ mỗi cái ống nội khí quản khác nhau. Ví dụ trẻ sơ sinh thiếu tháng thì bình thường ống nội khí quản của nó là gì, kích cỡ của nó là hai, cái đường ID của nó gọi là cái đường kính trong đó, thì nó là 2,5 đến 3. Ở trên sinh độ tháng thì nó vẫn là 3,5. Còn trên một tuổi thì chúng ta sử dụng công thức là gì, tuổi chia 4 cộng cho 4 đấy, để chúng ta ước lượng được cái nồng khí quản cho em bé. Đó là chúng ta bước qua được cái vấn đề mà kiểm soát được cái bước A và bước B trong cái xử trí cái ngưng tim ngưng thở. Còn có vấn đề nữa đó là chúng ta ấn tim, thì chúng ta qua bước C là chúng ta ấn tim đấy. Ấn tim thì khi nào chúng ta ấn tim thì chúng ta xem thử là bệnh nhân này nó có mạch hay không, hoặc là gì bệnh nhân này mạch nó có bắt mạch mạch nó dưới 65 tỷ phút nhưng mà nó không có cái gì, nó không có cái dấu hiệu mà tuần hoàn, ví dụ như giảm trương lực cơ, hôn mê đấy, không thở, thì chúng ta cần phải nhồi tim. Và nhồi tim đây mấy em coi là mình bắt mạch thì chúng ta có thể bắt mạch nách đấy, mạch manh nách. Đối với trẻ nhỏ chúng ta có thể bắt là động mạch nách, hoặc là gì động mạch bạn. Còn nếu như mà gì đối với trẻ lớn thì chúng ta có thể gì bắt cái động mạch cản trong đấy. Và nhớ là trong cái bắt mạch này thì chúng ta gì chúng ta đánh giá mạch trong vòng 10 giây thôi nhé, đánh giá trong vòng 10 giây đấy. Trong đối đây là trong trường hợp mà em bé nó vào với chúng ta từ đầu, ví dụ vào cấp cứu. Nhưng mà nếu em bé này mà đang nằm viện á, nó đang nằm viện á, thì chúng ta có thể kiểm tra thì em bé này nó còn mạch hay không, thì chúng ta ngoài cái chuyện bắt mạch thì chúng ta có thể dựa vào cái monitor để chúng ta gì xem cái monitor nó có đường dẫn điện đúng không, đường dẫn điện ở trên monitor thì rõ ràng em bé này nó vô mạch, nó ngưng tim. Một cái gì chúng ta có thể lắng nghe, chúng ta nghe tim mà nghe tim để mà nếu mà không có tim thì rõ ràng em bé này nó ngưng tim. Như vậy là gì, đối với cấp cứu ngoại viện thì chúng ta bắt mạch lúc đó thì chúng ta chỉ bắt mạch thôi, mạch trung tâm nhớ là mạch trung tâm trong vòng 10 giây. Còn đối với nếu em bé này nó vào bệnh viện, nó đang nằm ở hồi sức, nó đang ở khoa, thì chúng ta có thể đánh giá em bé này ngưng tim dựa vào bắt mạch, dựa vào đo, dựa vào monitor và dựa vào vấn đề về nghe tim đấy. Đây là hình ảnh mà chúng ta bắt mạch ở trường hợp mà em bé lớn, mà chúng ta có thể bắt cái động mạch cảnh. Khi mà chúng ta gì chúng ta hồi sức là 15-2 về vấn đề mà thổi ngạt và ống tim rồi, thì chúng ta trong cái môi trường mà cấp cứu năng cao nghĩa là có monitor, thì chúng ta sẽ mắc monitor vào và chúng ta đánh giá xem thử là cái nhịp tim này nó thuộc cái dạng nào, nó là dùng vô tâm thu hay là bắt mạch cầu nhịp tim, hay là nó là rung thất hay là nhịp chân thất bắt mạch. Tại vì chia hai cái nhóm như vậy thì giống như từ đầu nó là gì để mà chúng ta quyết định có thử rung có xuất điện cho em bé hay không. Đây nếu như mà thuộc cái nhóm mà vô tâm thu hay là mắc mạch cầu điện tim
thì chúng ta không sốc điện mà chúng ta hồi sức cái kiểu ngưng tim ngưng thở bằng cách ép tim bằng cách adrenaline đấy. Còn nếu như trường hợp mà em bé này nó có cái nhịp là biểu hiện có rung thấp hay là nhịp chân tắc tắc mạch thì chúng ta phải sốc điện cho em bé. Như vậy là gì, rõ ràng khi bắt monitor lên đối với trường hợp ngưng tim ngưng thở thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có hai cái nhóm, nhóm cần sốc điện và nhóm không cần sốc điện. Nhóm cần sốc điện đó là có cái dấu trường hợp mà bệnh nhân nó có rung thấp hay là nhịp chân tắc tắc mạch. Còn cái nhóm mà không cần sốc điện thì đó là gì, cái nhóm mà vô tâm thu đây, hoặc là cái nhóm mắc mạch cầu thị tim. Đây là hình ảnh nếu trên monitor thì chúng ta thấy hình ảnh vô tâm thu đấy. Rồi trong tình huống này chúng ta phải gì, chúng ta phải ấn ngực này, chúng ta phải thổi bong bóng này, chúng ta gì sử dụng adrenaline thì chúng ta hồi sức ngưng tim ngưng thở. Hay một tình huống khác đó là tình huống mà mắc mạch cầu thị tim, có nghĩa là gì, chúng ta không bắt được mạch đấy, nhưng mà trên monitor bệnh nhân vẫn còn tim, vẫn còn có sóng, nhưng mà tần số sóng như gì thấp dưới 60 lần trên phút và bệnh nhân không có cái dấu hiệu mà tưới máu thì gì, thì trong tình huống đó chúng ta xử lý những người tâm thu. Và dĩ nhiên cái tình huống này nó sẽ gặp trong những cái bối cảnh nào, thứ nhất là bệnh nhân giảm tích nặng quá, bệnh nhân một cái ví dụ một cái tiêu chảy đi vào với chúng ta với trường hợp mạch bắt không được đấy, bệnh nhân gì thở ngáp rồi mạch bắt không được, và bệnh nhân giảm trương lực cơ, bệnh nhân rối loạn tri giác, mắt monitor lên bệnh nhân vẫn còn gì, còn cái nhịp tim cái nhịp tâm đồ nhưng mà dưới 6 lần trên phút, thì trong tình huống đó là gì, chúng ta có thể nhồi tim cho bệnh nhân, đồng thời chúng ta xử lý cái vấn đề giảm thể tích của bệnh nhân này, giảm thể tích của bệnh nhân chúng ta hồi sức kịch, đồng thời chúng ta phải nhồi tim cho bệnh nhân sẽ ngưng tim đấy. Hay là trong tình huống gì bệnh nhân có trầm khí màng phổi chèn ép tim, thì trong tình huống đó nếu như bệnh nhân có những cái dấu hiệu là mạch dưới sống là không còn có dấu hiệu tưới máu nữa, chúng ta phải đầu tiên chúng ta thì đồng thời chúng ta phải giải quyết cái vấn đề mà tràn khí màng phổi chèn ép tim này. Cho nên có câu hỏi đi gì mấy em hay hỏi là nếu bệnh nhân đa chấn thương vào, bệnh nhân chấn thương ngực vào hoặc bệnh nhân ngưng tim đấy, thì chúng ta xử lý thế này, chúng ta phải nhồi tim hay không? Dĩ nhiên chúng ta nhồi tim, nhưng mà chúng ta xem thử bệnh nhân này nó có tràn khí màng phổi, nó có tràn máu màng tim hay không. Nếu có thì chúng ta phải giải quyết thì cái vấn đề mà hồi sức ngưng tim ngưng thở nó mới thành công được. Đấy. Một cái nhóm thứ hai đó là nhóm rung rung thấp hay là nhịp chân thấp. Mình thì đây là nếu mà lên tay monitor mà chúng ta thấy cái gì, thấy cái nhịp như thế này, đó là loạn xạ như thế này. Đấy, và khi mà thấy cái nhịp như thế này là chúng ta đừng có gì, đừng có đánh giá liền là bệnh nhân rung thấp nhịp thấp, mà chúng ta kiểm tra lại xem thử các cái đầu hoặc đầu nối, các điện cực xem thử nó có đúng hay không. Đấy, đôi khi là bệnh nhân tim vẫn nhân máu bình thường nhưng mà có cái điện cực bệnh nhân bị hở ra và mắt không đúng thì cái sóng nó không gì nó chạy loạn xạ giống như cái đường của mình trên cái monitor đó. Nên chúng ta khi mà chúng ta có sóng như thế này rồi chúng ta kiểm tra lại đúng chính xác đối với bệnh nhân hay không. Nếu đúng như vậy thì chúng ta đối với tình huống như thế này chúng ta cần phải gì, cần phải sốc điện trước. Đấy. Ở đây là cái lưu đồ mà chúng ta xử trí cái ngưng tim ngưng thở ở theo cái hiệp hội mà tim mạch Hoa Kỳ. Thì đầu tiên là dĩ nhiên rồi là chúng ta gì, chúng ta phải cung cấp oxy. Cung cấp oxy là bằng cách là gì, chúng ta có thể thở ngạt hoặc là chúng ta gì, chúng ta bóp mask của bệnh nhân, chúng ta gì gắn monitor chúng ta theo dõi đúng không. Nếu như mà mắc monitor lên và bệnh nhân này nó không có gì, nó không có mạch gọi là vô tâm thu á, bệnh nhân không có nhịp tim vô tâm thu hoặc là hoàn toàn đều vô mạch hay là mắc mạch toàn tim đấy, thì chúng ta gì, chúng ta tiếp tục chúng ta làm CPR, nghe là ta ấn ngực, chúng ta gì, chúng ta bóp bóng trong vòng 2 phút, chúng ta thiết lập đường truyền đúng không, và chúng ta sử dụng adrenaline đấy. Như vậy là gì, trong tình huống mà vô tâm thu hoặc là hoạt động đều vô mạch hay là mắc mạch toàn đường tim á, thì chúng ta dùng CPR cộng với epinephrine mỗi 3 đến 5 phút. Nếu như mà sau đó bệnh nhân nó có mạch, có nhịp tim trở lại thì đó là mấy em biết rằng là khi mà chúng ta hồi sức ngưng tim ngưng thở thì có thể là bệnh nhân nó sẽ gì, nó sẽ ra ra nhịp, nó ra nhịp cho chúng ta thì rất là tốt. Nhưng mà gì, đôi khi bệnh nhân nó không có nhịp xoang mà bệnh nhân nó có những cái nhịp mà rung thắt đấy, thì nếu như mà bệnh nhân nó có gì, có cái nhịp mà cần sốc điện như đã nói thì gì, nhịp rung thắt hoặc là gì nhanh thắt mắc mạch, thì chúng ta gì, chúng ta quay qua cái lưu đồ là gì, bệnh nhân nó cần sốc điện đấy, nó em để gì đó. Còn nếu như mà sau khi hồi sức ngưng tim ngưng thở 2 phút
sử dụng adrenaline mà bệnh nhân nó không có, nó vẫn tiếp tục nó ngưng tim đấy và nó vẫn tiếp tục ra, thì chúng ta gì, chúng ta tiếp tục chúng ta làm CPR cho bệnh nhân đấy. Và luôn luôn lưu ý là gì, phải tìm nguyên nhân vì sao mà bệnh nhân này nó ngưng tim. Có những cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ cấp cứu, chúng ta phải giải quyết cấp cứu thì mới có cơ hội tim mới đập lại trở lại được đấy. Còn nếu như sau khi mắc điện tim lên mà chúng ta gì thấy là một cái nhịp rung thấp hay là nhịp nhanh thắt đã hình, hoặc là gì nhịp nhanh thắt mắc mạch, thì chúng ta cần phải sốc điện trước đấy. Và sau đó sau khi sốc xong rồi thì chúng ta mới tiếp tục làm CPR. Làm CPR trong vòng 2 phút, nghĩa là ấn ngực và gì bóp bóp. Làm 2 phút sau chúng ta đánh giá lại, nếu như nhịp này mà gì nó vẫn còn sốc điện nữa, chúng ta sốc lần thứ hai, rồi sau đó chúng ta tiếp tục làm CPR và chúng ta có sử dụng adrenaline. Như vậy qua cái lưu đồ này thì bác em thấy là gì, cái vấn đề mà sử dụng adrenaline đối với cái trường hợp mà gì cái nhóm mà không cần sốc điện á, thì nó sử dụng liền khi mà chúng ta làm CPR trong vòng 2 phút. Còn đối với cái trường hợp mà nhịp rung thấp hay là nhịp nhanh thấp bắt mạch ấy, thì chúng ta gì CPR và sốc điện 2 lần xong rồi thì chúng ta mới sử dụng epinephrine. Như vậy nó sẽ khác nhau đấy đấy. Và gì nếu như sau khi làm CPR và gì và epinephrine chúng ta đánh giá lại thôi, chúng ta nói vậy, nếu như bệnh nhân này vẫn không có nhịp hoặc là gì bệnh nhân này gì có nhịp cần sốc điện thì chúng ta tiếp tục sốc, và lúc đó chúng ta sử dụng các thuốc khác, ví dụ như amiodarone hoặc là indocaine để mà chúng ta xử lý. Như vậy rõ ràng là gì, trong cấp cứu nâng cao á, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng monitor trong cái hồi sức ngưng tim ngưng thở. Và khi sử dụng monitor như vậy á, thì chúng ta luôn luôn phải phân tích mạch ra thành 2 nhóm, đó là nhóm là gì có mắc mạch còn điện tim hay không, cái thứ hai nhóm vô tâm thu để mà chúng ta tiếp tục hồi sức bằng CPR cộng với adrenaline. Còn nếu như mà cái nhóm này thuộc rung thấp hay là nhịp nhanh thấp mắc mạch thì chúng ta cần phải sốc điện cho bệnh nhân. Như vậy trong cái thực hành lâm sàng mà em phải lưu ý kỹ như vậy. Và cái năng lượng mà sốc điện thì như thế nào đấy, thì như trên cái lưu đồ này mấy em thấy là gì, nếu mà sốc á, thì nhắc đầu tiên là 2 joule trên ký đấy, và nhắc tiếp theo là 4 joule trên 1 ký đấy. Và tối đa nó là 10 joule ở người lớn á, liều của người lớn á, thì nó là khoảng là 250 300 này joule bậc ký joule đấy. Cho nên nó là gì, nếu mà em bé nó lớn rồi chúng ta có thể sốc điện giống như liều của người lớn đấy. Và chúng ta điều trị thuốc và lưu ý nè, cái adrenaline thì mấy em sẽ sử dụng là gì, sử dụng có thể là bằng đường đường trong xương này, đường gì đường tĩnh mạch này, hoặc là qua đường đường nội khí quản. Và đường nội khí quản á, thì cái liều của nó là gấp gì, gấp 10 lần so với cái đường trong xương hoặc là đường đường tĩnh mạch. Và khi dùng qua đường nội khí quản thì mấy em lưu ý là gì, mấy em bơm thuốc xong qua nội khí quản rồi mấy em phải bơm 2-3 ml nước muối sinh lý nữa, chúng ta bóp bóng vào để thuốc nó mới vào trong được các phế quản phế nang, và nó mới hấp thu vào tuần hoàn được, mới có tác dụng đấy. Và một cái lưu ý nữa trong cái cấp cứu mà ngưng tim ngưng thở, thì nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta bóp mask và chúng ta ép tim mà chưa đặt nội khí quản thì chúng ta sẽ ép theo cái tỷ lệ 15:2 15:2. Như vậy chúng ta ép 15 lần, chúng ta nghỉ ép tim 15 lần, chúng ta nghỉ chúng ta bóp bóng 2 lần rồi xong chúng ta ép tim lại, đúng không? Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã đặt nội khí quản rồi thì cái người bóp bóng qua nội khí quản thì vẫn cứ bóp, không có nghỉ theo cái nhịp 15:2 nữa. Còn người ép tim thì ép tim liên tục đấy, ép tim liên tục cái tần số như thế nào, tần số có 100 đến 125 trên phút. Còn mình bóp bóng thì như thế nào, bóp bóng là gì, một nhịp thở mỗi 6 giây, nghĩa là khoảng 10 đến 12 lần trên phút để mà bóp bóng đấy. Nó không phải khác nữa. Như vậy thì nếu như bệnh nhân mà có đặt nội khí quản rồi thì chúng ta sẽ ép tim, người ép tim thì vẫn cứ ép tim, người bóp bóng vẫn bóp bóng, và cái tỷ lệ ép tim bóp bóng lúc đó không phải là 15:2 nữa đấy. Còn nếu như mà chúng ta chưa đặt nội khí quản và chúng ta bóp qua mask thì cái tỷ lệ theo là 15:2, nghĩa là 15 lần ép tim cộng 2 lần bắn ngực đấy. Mấy em phải rõ nắm chắc mấy cái vấn đề này trong cái thực hành, chứ không là nhiều lúc mà chúng ta làm không có đúng, mà rõ ràng nếu chúng ta làm không đúng thì cái hiệu quả
của cái vấn đề mà chúng ta hồi sức nhân tim thở nó không có đạt được. Rồi chúng ta đi qua một cái phần khác, đó là làm thế nào để mà chúng ta có một cái kết quả mà hồi sức tim phổi tốt nhất, đó là chúng ta làm CPA chất lượng cao. CPA chất lượng cao nghĩa là gì? Nó phụ thuộc vào 6 cái yếu tố. Thứ nhất là cái tần số âm ngực, hai là vị trí tần số ngực như vị trí ngực. Cái thứ hai là mình phải đảm bảo cái độ sâu khi mà gì, khi mở ngực. Cái thứ ba là gì, để ngực nảy lên hoàn toàn xong là ngực đây. Và cái thứ tư là tránh không khí mất. Cái thứ năm là gì, mình giảm thiểu cái khoảng dừng giữa các cái lần ở ngực. Và cái thứ sáu là thay đổi người mỗi 2 phút hoặc là sớm hơn nếu mà cảm thấy mệt đấy. Về cái vị trí ấn ngực thì cái vị trí ấn ngực thì mấy em có thể đọc rất nhiều tài liệu và cái vị trí của nó khác nhau. Tuy nhiên theo cái tài liệu ABLS 2016 mới nhất là 2016 á, thì người ta thống nhất là gì, cái vị trí ấn ngực ở trẻ nhỏ và trẻ nhũ nhi, trẻ nhỏ và trẻ lớn thì giống nhau. Đó là gì, 1/2 nửa dưới của sinh đất hay một con tay trên bước. Tại vì sao người ta thống nhất một vị trí như vậy, để gì? Tại vì nếu chúng ta thống nhất như vậy thì trong quá trình thực hành chúng ta đã có lăn tăn trong cái chuyện mà gì, không biết mình ấn ngực ở vị trí nào, thì mỗi lứa tuổi, nhưng mỗi lứa tuổi mình mỗi khác nhau thì nó rất khó trong vấn đề gì, vấn đề mà chúng ta xác định cái vị trí. Cho nên là theo với cái chương trình iOS ấy, thì người ta thống nhất là sử dụng một vị trí, đó là 1/2 nửa dưới xương ức hay là một khớp ngón tay trên bước, đối với tất cả mọi lứa tuổi. Và đối với trẻ nhũ nhi thì người ta dùng kỹ thuật hai ngón tay giống như trên hình ảnh này mấy em thấy, hoặc là người ta gì, người ta sử dụng là kỹ thuật vòng tay ôm ngực đấy. Trong thực hành lâm sàng thì cái kỹ thuật mà hai ngón tay này nó khó thực hiện lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta ấn xuống á, cái đấu của chúng ta đây nó sẽ cụp lại và nó làm cho cái áp lực, cái trọng lực mà dồn lên cái xương ức của em bé nó không có đầy đủ. Cho nên cái trường hợp khi mà chúng ta dùng hai ngón tay này, chúng ta chỉ sử dụng khi mà chúng ta chỉ có một người cấp cứu thôi, một mình thôi đấy. Còn khi mà có hai người cấp cứu thì chúng ta nên dùng kỹ thuật vòng tay ôm ngực này thì nó có hiệu quả hơn đối với ấn tim. Và mấy em nhớ là hai cái đầu ngón tay cái này thì nó phải đặt chính giữa cái xương ức đấy. Và gì, và khi mà chúng ta ép á, thì hai cái ngón tay này nó luôn luôn thẳng đấy, nó luôn luôn quay quay thẳng đây. Và nói gì, chúng ta cái đầu ngón tay nó đè lên xương ức thôi, chứ không phải cả cái ngón tay này đè lên ngực. Nếu cả ngón tay này đè lên ngực khi chúng ta ép xuống á thì gì, thì cái trọng lực nó không phải dồn vào xương ức ngay vô vị trí của trái tim, mà nó sẽ bị dồn vào gì, cả cái lồng ngực luôn. Thì lúc đó thì cái hiệu quả ép tim của chúng ta sẽ không có hiệu quả đây. Cho nên mấy em lưu ý là gì, lưu ý là khi mà dùng một kỹ thuật mà ôm vòng tay này thì hai cái đầu ngón tay cái này phải để lên gì, lên cái xương giữa xương ức là cái nhất. Cái thứ hai là gì, khi ép tim thì cái trọng lực nó dồn vào hai cái đầu ngón tay này thôi, chứ không phải là dồn vào gì cả hai cái ngón tay và dồn vào cái lồng ngực của em bé. Mấy em phải lưu ý như vậy. Nếu mà em bé nhỏ thì chúng ta dùng gì, cái vị trí cũng giống nhau, nhưng mà chúng ta dùng gì, một gót bàn tay đấy, như hình ảnh đây để chúng ta ấn. Và gì, và khi mà dùng cái kỹ thuật này thì luôn luôn là khi ấn xuống thì luôn luôn cái cánh tay này nó phải thẳng, chứ không phải là mỗi lần mà gì chúng ta thả ra cánh tay nó thẳng, nhưng mà khi ấn xuống thì ngay chỗ khuỷu tay chúng ta gì, và ngay chỗ cổ tay chúng ta gặp lại, thì rõ ràng gì, nếu mà làm như vậy thì cái kỹ thuật ấn tim nó cũng không đạt được, vì cái trọng lực nó cũng không dồn dồn lên cái hết cái xương ức lên quả tim của em bé. Ở đây là cái kỹ thuật mà ấn tim dùng hai tay ấn tim ở đứa trẻ lớn hay là người lớn thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật như thế này đấy. Như vậy là gì, như vậy là về cái vị trí và cái cách ấn tim thì chúng ta thấy là gì, cái vị trí thì giống nhau ở tất cả các lứa tuổi. Tuy nhiên cách mà ấn tim thì nó phụ thuộc vào gì, trẻ nhũ nhi hay trẻ nhỏ hay là trẻ lớn thì nó có một cái sự khác nhau. Về chúng ta qua về cái tần số ấn ấn bao nhiêu như thế nào là đủ. Trên hình ảnh này á, tại vì anh đưa các cái nghiên cứu ra để mà chắc em gì dễ ấn tượng hơn, chúng ta dễ nhớ hơn đây. Chỉ cần nói ví dụ như vậy, anh nói là cái tần số ấn là 100 đến 120 lần trên phút thì mấy em sẽ không hiểu vì sao mà mình ấn như vậy. Thì rõ ràng đây một cái nghiên cứu dĩ nhiên thực hiện ở người lớn, thì người ta thấy rằng nếu như mà cái tần số ấn tim mà nó dưới 100 lần hay là nó trên gì, trên 120 lần, 125 lần
thì cái kết quả sống còn nó rất là thấp, anh thấy đây, anh thấy không? Đấy, cho nên là gì, qua các nghiên cứu thực nghiệm thì người ta thấy rằng với cái tần số ấn tim là từ 100 đến 120 lần trên 1 phút thì nó có cái kết quả sống còn là cao nhất. Đấy, cho nên người ta khuyến cáo đây người lớn, và theo cái hiệp hội của AAA của Mỹ thì người ta cũng đối với trẻ em thì người ta cũng khuyến cáo là gì, cái tần số ấn tim, tần số ấn ngực là khoảng 100 đến 120 lần trên 1 phút. Và một cái lưu ý nữa để trong cái CBM chất lượng cao đó là biên độ ấn ngực, có nghĩa là gì, có nghĩa là cái chiều sâu mà mỗi khi mà chúng ta ấn vào thì cái chiều sâu á, thì thực sự ra thì nói về mặt lý thuyết thì nó đơn giản, tuy nhiên trong thực hành á, mà khi mà nếu mà chúng ta sử dụng các mô hình mà nó có đánh giá về cái vấn đề mình ép tim đúng hay không á, nghĩa là khi chúng ta ép đúng á, thì nó báo cho mình dấu hiệu xanh, khi mà ép không đúng á, thì nó sẽ báo hiệu màu đỏ. Đấy thì gần như là gì, chúng ta cũng không có đạt được cái vấn đề mà biên độ ép. Đây, cái biên độ ép thì mặt lý thuyết là nó khoảng 1 phần 3 cái đường kính trước sau của lồng ngực, và ở trẻ nhũng nhi thì có thể là từ 4 đến 5, và ở trẻ lớn á, thì có thể từ 5 đến 6, nhưng không được quá 6, không được vượt trên 6 giống như người lớn. Đấy, thì với cái biên độ mà ấn ngực như vậy á, thì cái hiệu quả về máu để đi tống các cơ quan sẽ tốt, đồng thời nó sẽ vấn đề các cái biến chứng do chúng ta ép quá sâu, ép quá mạnh dẫn đến bị tổn thương xương sườn hay là xương ức của bệnh nhân ấy, thì nó cũng gì, cũng hạn chế. Đấy, cho nên là gì, cái biên độ ấn ngực thì khoảng 1 phần 3 cái đường kính trước sau của lồng ngực. Vì sao như vậy? Dĩ nhiên người ta cũng nghiên cứu hết, đây là cái biên độ ấn ngực và khả năng sống còn đó, em thấy đấy, thì khoảng 50 gọi là chỉ đó 5 cm đấy thì nó sẽ ok hơn. Đấy, thì theo cái lứa tuổi đang nghiên cứu người lớn. Một cái hết sức quan trọng trong cái vấn đề mà mình hồi sức ngưng tim ngưng thở đó là khi chúng ta ấn ngực xuống á, thì ấn 1 phần 3 của cái chiều sâu của lồng ngực rồi, nhưng mà khi mà chúng ta thả ra thì chúng ta quên là chúng ta phải thả ra một cách gì, thả ép cách hoàn toàn, có nghĩa là gì, chúng ta trên hình ảnh này mấy em thấy đấy, thì gì, khi đây là thì ấn vào đúng không, đây thì lồng ngực xuống, nhưng mà khi thở ra thì chúng ta thả thả ra hoàn toàn để làm được cái nở ra cách hoàn toàn. Đây, vì sao như vậy, chúng ta phải thả ra hoàn toàn, tại vì là nếu mà chúng ta gì, khi mà cái thì ấn xuống á thì máu nó sẽ gì, nó sẽ đi ấn nè, hay người ta ấn xuống thì máu sẽ đi đến các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan trọng yếu như não đây, nhưng mà khi chúng ta thở ra mà đầy đủ á, thì máu từ các cơ quan nó mới chỉ nó về tim là xong rồi, kết hợp với vấn đề mà chúng ta thổi ngạt, chúng ta bong bóng thì nó mới trao đổi oxy được, và chúng ta quay qua thì chúng ta ép thì máu đi cung cấp cho các cơ quan. Nếu như mà chúng ta thả ép mà không không hiệu quả thì máu gì nó không trở về tim được, máu mà không trở về tim được, ví dụ chúng ta thả ép giữa chừng thôi, một nửa của cái này thôi, thì máu nó không về tim được, thì rõ ràng cái thì tiếp theo chúng ta ấn thì nó cũng không đảm bảo cái lưu lượng máu có oxy đến các cơ quan. Và một cái lưu ý thứ hai là gì, khi chúng ta thả ra thì nó là thả ra hoàn toàn, nhưng mà chúng ta không được lấy cái bàn tay này ra khỏi cái lồng ngực, chúng ta vẫn để hờ trên cái lồng ngực như vậy. Vì sao như vậy? Vì nếu chúng ta lấy khỏi cái vị trí, chúng ta lấy khỏi vị trí lồng ngực từ khi chúng ta ấn xuống, đôi khi chúng ta sẽ để sai vị trí ấn tim. Đấy, chúng ta thả ép hoàn toàn nhưng mà chúng ta không được lấy rời khỏi cái vị trí ấn tim, chúng ta để hờ vào đó để thực hiện cái chu ép, cái chu kỳ ép lần kế tiếp thì nó đúng mà chính xác. Đấy, cho nên chúng ta lưu ý là gì, chúng ta cần phải thả ép một cách tốt nhất để trong cái quá trình mà gì, mà chúng ta gì ấn ngực. Một cái điều nữa là chúng ta tránh thông khí quá mức khi chúng ta hồi sức tiêu thở, tránh thông khí mức điều gì, nếu như mà chúng ta gì, chúng ta biết rằng khi mà thở có thì bóp vào, nhưng nếu chúng ta bóp bóng hay chúng ta thổi ngạt đấy, hay là chúng ta bóp bóng qua đầu khí quản, nếu chúng ta có thì chúng ta bóp vào thì áp lực trong lồng ngực sẽ dương, áp lực trong lồng ngực dương đấy thì máu sẽ gì, về tim nó sẽ giảm hơn. Nếu chúng ta gì, chúng ta bóp bóng quá mức, chúng ta làm áp lực quá mức, tần số quá nhiều đi, thì vô tình chúng ta sẽ làm hạn chế máu trở về tim, và khi mà hạn chế máu trở về tim thì rõ ràng là gì, chúng ta ép tim nó không có hiệu quả. Đấy, cho nên thì chúng ta cần phải tránh không khí quá mức ở trong trường hợp mà chúng ta hồi sức ngưng tim ngưng thở cho bệnh nhân. Cái thời gian ấn ngực trên tổng thời gian CE thì mấy anh thấy cái nghiên cứu này người ta thấy gì, nó chiếm khoảng 2 phần 3, nghĩa là từ 60 đến 80% thì nó gì, nó là tốt nhất đối với cái tỷ lệ sống còn. Đấy, và điều này để nó lên là gì, nó lên là cái
trong cái quá trình mà chúng ta hồi sức ngưng tim thở thì chúng ta không được gián đoạn quá nhiều. Gián đoạn ở đây thì nó có mấy cái, đôi khi là vì mỗi cái chu kỳ ấn tim ngực là trong vòng mấy phút, trong vòng 2 phút, nhưng mà chúng ta làm ấn tim với thở ngạt cũng là nó có vài cái chúng ta nghĩ, chúng ta đánh giá bệnh nhân, chúng ta bắt mạch thì chúng ta nghe tim như thế nào như vậy, cái đó vì mỗi cái lần như vậy thì chúng ta ngưng về cái vấn đề mà ấn ngực và thở ngạt cho bệnh nhân thì nó sẽ gì, nó sẽ giảm cái hiệu quả của cái vấn đề mà mình hồi sức ngưng tim ngưng thở. Cho nên gì chúng ta gì hồi sức ngưng tim ngưng thở đủ 2 phút thì chúng ta mới đánh giá lại, và chúng ta đánh giá gì rất là nhanh, trong vòng gì trong vòng 10-20 giây thôi, để mà chúng ta tiếp tục, nếu bệnh nhân không có tim thì chúng ta tiếp tục mà chúng ta ấn tim cho bệnh nhân đấy. Và dĩ nhiên thì cũng có cái nghiên cứu để người ta nói rằng là gì cái thời gian mà gì tiến hành mà ép ngực cho bệnh nhân khi từ khi bệnh nhân ngưng tim cũng như cái thời gian nghỉ giữa các cái lần mà chúng ta ép ngực thì nó sẽ làm gì tăng lên, thì nó sẽ làm cái hiệu quả của vấn đề mà hồi sức ngưng tim ngưng thở nó sẽ giảm đi. Như vậy cố gắng chúng ta gì chúng ta không có ngưng giữa chừng đối với mỗi cái chu kỳ mà gì ấn tim ngưng quá dài. Đấy. Một cái nữa là gì? Một cái nữa là cái vấn đề mà thay đổi người khi ấn ngực thì như nãy anh nói là gì? Chúng ta luôn luôn gọi người giúp đỡ để mà chúng ta gì cái hồi sức ngưng tim ngưng thở có hiệu quả nhất. Tại vì có những cái nghiên cứu mà ta thấy rằng là gì? Nếu một người mà cứ nhồi tim, đặc biệt là những trường hợp người lớn hay là em bé lớn thì nó rất là mỏi. Nếu mà chúng ta gì? Chúng ta cứ nhồi tim một mình, đây chúng ta nhồi tim một mình đó, thì chắc chắn cái hiệu quả của cái vấn đề mà chúng ta ép ngực ấy, ấn ngực ấy, thì nó cũng sẽ không có hiệu quả. Đây ví dụ như trên cái hình ảnh này nó em thấy đó, đây là cái thời gian này. Nếu như cái mà chỉ có một tôi được cho đường chấm đúng không, cái đường đấy, nếu như mà mình chỉ dùng có một người thôi, một người để mà ấn ngực thôi á, thì cái thời gian gì cái thời gian để mà đạt được cái độ sâu khi mà ấn ngực á, thì nó giảm rất là nhanh đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ thay đổi người đúng không, chúng ta thay đổi người thì gì chúng ta thấy rằng là gì cái hiệu quả để mà ấn ngực cái đủ cái độ sâu á, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho nên trong cái hồi sức ngưng tim ngưng thở chúng ta gì chúng ta cần phải có người, cần phải có người, ví dụ như hồi sức 2 người, một người ấn tim một người ấn ngực thì mỗi cái chu kỳ như vậy là 2 phút, thì chúng ta có thể đổi là người bóp bóng xuống là thành người ấn ngực, rồi người ấn ngực quay lên là gì người người bóp bóng đấy, đó là điều kiện lý tưởng. Còn nếu mà lý tưởng hơn nữa là gì chúng ta gì có nhiều người ấn ngực bóp bóng thì thực ra nó không có mệt, nhưng mà ấn ngực đó thì nó rất là mệt. Cho nên vì chúng ta nếu chúng ta có con người lý tưởng thì chúng ta nên đổi khi chúng ta mệt, chúng ta không có cố đấy. Tại vì nếu mà chúng ta cố thì cái hiệu quả mà chúng ta ấn tim nó không có đạt được. Một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái hồi sức mà cái ngưng tim ngưng thở đấy là gì, là nếu mà chúng ta hồi sức xong rồi mà em bé này nó có tim trở lại rồi thì cái vấn đề mà chúng ta điều trị của nó như thế nào đấy, đó là một cái vấn đề mà rất là lớn mà chúng ta cần phải quan tâm. Chứ không phải là hồi sức mà có tim rồi là chúng ta cảm thấy là chúng ta khỏe rồi đấy, nhưng mà gì vì cái mục tiêu của gì của hồi sức ngưng tim ngưng thở đó là chúng ta cần phải cứu sống bệnh nhân mà không có di chứng. Má em làm sao không biết nhưng mà cứu được bệnh nhân. Tại vì hồi xưa là hầu khi mà cái điều kiện không có, rồi khoa học không có, rồi phương tiện không có thì chúng ta chỉ cần cứu được bệnh nhân thôi đúng không? Cứu được bệnh nhân thì để lại cái gánh nặng là gì, bệnh nhân sống từ cái thực vật, thì đó là một cái mà còn tệ hơn nữa là chúng ta chẳng thà chúng ta không cứu bệnh nhân đây. Cho nên chúng ta vì cái mục tiêu của trong cái ngưng tim ngưng thở là gì, là chúng ta làm sao chúng ta phát hiện sớm mà chúng ta làm sao để mà chúng ta có hồi sức và tốt nhất để chúng ta cứu bệnh nhân mà không để lại di chứng đây. Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải phối hợp rất nhiều với chuyên khoa hồi sức, chuyên khoa thần kinh, chuyên khoa tim mạch để mà điều trị bệnh nhân sau khi mà gì sau khi bệnh nhân có tim trở lại. Và một điều mà chúng ta cần lưu ý là gì, trong các cái đơn vị hồi sức ấy, thì thường thường là không có người nhà, không có người nhà đấy. Ví dụ như bệnh viện sản nhi, cấp cứu sản nhi thì có người nhà ở trong đó, cho nên khi mà chúng ta hồi sức ấy, là người nhà thấy chúng ta làm như thế nào. Tuy nhiên đó là gì, đối với một bệnh em bé mà nó ngưng tim thở thì chúng ta cần phải giải thích rất rõ cho gia đình, ngay cả khi mà em bé có tim lại rồi
thì em bé có tiêm đẻ rồi không có nghĩa là em bé nó sẽ thành công, mà nó sẽ sống và sống một cách gì, một cách tốt nhất, chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên là gì, em bé nếu mà chúng ta hồi sức mà em bé nó có tiêm lại rồi thì chúng ta cần gì, cần phải cho ba mẹ vào để mà chúng ta giải thích là em bé này lúc nãy nó ngưng tiêm, bây giờ chúng ta hồi sức nó có tiêm lại rồi, tuy nhiên em bé nó cũng còn rất là nặng và nó bao nhiêu cái vấn đề nó xảy ra. Có thể em bé nó có tiêm đại rồi nhưng mà em bé nó chết não, thiếu oxy não hồi sức lâu quá, em bé thiếu oxy não và sau này em bé gì nó cứ nằm hồi sức miết đó. Rồi em bé nó bị các cái bệnh lý khác rồi em bé nó cũng không sống được đấy. Cho nên chúng ta cần phải giải thích rõ cái tình trạng bệnh cũng như tiên lượng bệnh cho ba mẹ. Và đối với một trường hợp mà ngưng tim ngưng thở thì những cái biến chứng nào nó sẽ xảy ra sau khi mà chúng ta gì, chúng ta hồi sức tim đã lại có rồi, nhất đó là vấn đề mà tổn thương não do thiếu oxy. Tổn thương não do thiếu oxy là một cái nan giải nhất của cái vấn đề mà sau bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện như thế nào, đó là biểu hiện về mặt triệu chứng thần kinh, đó là bệnh nhân nó gì, nó hôn mê, hoặc là gì bệnh nhân nó coi coi giật, nó rung giật, rung giật coi giật đấy. Thì đó là một cái gì, một cái biến chứng mà có xảy ra nặng nề sau khi ngưng tim ngưng thở. Cái thứ hai là bệnh nhân tăng hoặc là hạ thân nhiệt. Đôi khi là một cái trường hợp mà sau chúng ta hồi sức ngưng tim thở rồi, trước đó ví dụ như bệnh nhân này nó đi đi tắm, đi ngặt nước đi đúng không, vào chúng ta nó ngưng tim thở, chúng ta hồi sức rồi, sau đó bệnh nhân nó sốt liên tục, sốt sớm 12 tiếng 24 tiếng sau bệnh nhân nó sốt, mà sốt rất là cao, sốt 41 độ 2 độ đó, thì đó là một cái tiên lượng rất xấu đối với bệnh nhân đấy. Thường thường những cái trường hợp đó là sau này để bé nó cũng không qua được hoặc còn những di chứng sống thực vật đấy. Cho nên là cái tổn thương não mà do thiếu oxy là một cái vấn đề mà rất là nan giải sau khi mà chúng ta hồi sức ngưng tim ngưng thở, được gọi là thành công hay là có tim trở lại. Cái vấn đề thứ hai, cái biến chứng thứ hai mà cũng hay gặp đó là vấn đề mà suy chức năng của cơ tim. Đấy là sau khi mà chúng ta gì, chúng ta hồi sức tim có trả lời nhưng mà bệnh nhân nó sẽ tụt huyết áp, nó rối loạn nhịp đấy, bệnh nhân nó suy tuần hoàn đấy. Và cái vấn đề mà suy tuần hoàn là chúng ta hồi sức dịch, chúng ta điều trị lại thì nó lại nguy cơ nó lại tiếp tục tổn thương não do vấn đề mà gì quá tải dịch, cho nên mình có vòng luẩn quẩn đấy. Và một cái biến chứng thứ ba sau trong các ngưng tim ngưng thở đó là gì, do tình trạng thiếu oxy và do tình trạng thiếu máu kéo dài thì dẫn đến các cơ quan ngoài cái chuyện não chuyện tim thì gan thận đông máu, vấn đề toan kiềm của bệnh nhân nó cũng rối loạn, có cái chất điện giải ở trong trong máu nó cũng rối loạn đấy. Cho nên là gì, cái vấn đề mà tổn thương chức năng đa cơ quan sau cái ngưng tim ngưng thở là một cái mà gì cũng hay gặp ra. Nó sẽ phụ thuộc vào đâu, nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mà chúng ta phát hiện trước khi mà chúng ta hồi sức ngưng tim ngưng thở. Cái thứ hai nó sẽ phụ thuộc vào đâu, nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mà từ khi chúng ta hồi sức cho đến khi bệnh nhân có tim trở lại. Nếu bệnh nhân vừa ngưng tim chúng ta phát hiện thì chúng ta hồi sức trong vòng tích tắc bệnh nhân có tim lại, thì cái vấn đề mà tổn thương đa quan, tổn thương đa cơ quan nó sẽ ít đi. Nếu như bệnh nhân mà nó đến với chúng ta muộn màng hoặc là gì chúng ta hồi sức mà không đúng kỹ thuật mà bệnh nhân khoảng 10, 15, 30 phút mới có tim trở lại thì khả năng là bệnh nhân suy chức năng cơ quan rất là cao. Đấy. Cho nên là gì? Từ những cái biến chứng này thì chúng ta mới có những cái kế hoạch mà chúng ta phải gì? Chúng ta sẽ điều trị cái tình trạng của bệnh nhân sau khi mà tim hoạt động trở lại một cách tốt nhất để tránh vấn đề gì? Tránh vấn đề mà thiếu oxy và sốc kéo dài. Nếu như cái tình trạng thiếu oxy và sốc kéo dài thì dẫn đến tổn thương não, dẫn đến tổn thương cơ tim, dẫn đến cái tình trạng gì, tổn thương cái chức năng đa cơ quan đấy. Thì trong cái hồi sức đó thì chúng ta có gì, chúng ta nguyên tắc là chúng ta sẽ hồi sức hô hấp cho bệnh nhân. Trong hồi sức hô hấp á, thì nếu như bệnh nhân này mà nó vẫn chưa có tim trở lại hoặc là nó có tim xong và nó hết trong thời gian ví dụ 1 phút 2 phút xong hoặc là 5 phút sau bệnh nhân nó rất tim trở lại, thì chúng ta gì, chúng ta có thể xem xét chúng ta gì bóp bóng, tiếp tục bóp bóng cho bệnh nhân chứ chúng ta chưa cho vô máy thở. Tại vì khi chúng ta hồi sức á, thì kết hợp giữa bóp bóng và ấn tim á, thì nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta gì để bệnh nhân thở máy và chúng ta ép tim đấy. Cho nên là gì, chúng ta tiếp tục bóp bóng. Nếu như mà sau này mà em bé này nó có tim trở lại rồi, tim nó ổn định rồi, tuy nhiên em bé nó không có thở gì cả, nó không có thở, thì chúng ta tiếp tục chúng ta gì, chúng ta thở máy, chúng ta thở máy kéo dài. Và thì một tình huống hay hơn, một tình huống may hơn đó là gì, sau khi mình bị lấy ngưng tim ngưng thở và chúng ta hồi sức em bé có tim lại rồi, em bé nó tỉnh ra, em bé nó tự thở được thì chúng ta có thể thở oxy. Như vậy đó là một cái tình huống mình rất là lý tưởng sau khi mình hồi sức ngưng tim ngưng thở.
Đây, cho nên cái vấn đề hồi sức hô hấp là một cái mà chúng ta cần phải lưu hết sức lưu ý trong cái hồi sức mà sau khi mà có tim trở lại. Cái vấn đề hồi sức sốc rõ ràng trong cái đối với bệnh nhân ngưng tim ngưng thở sau khi có tim trở lại thì bệnh nhân có thể suy tuần hoàn. Cái suy tuần hoàn ở đây có rất là nhiều nguyên nhân. Đấy, trong đó một cái nguyên nhân là gì? Có thể bệnh nhân nó thiếu dịch. Đấy, chúng ta có thể sử dụng dịch để mà chúng ta hồi sức, có thể dùng natri chloruro hoặc là vinglatas để mà chúng ta hồi sức dịch cho bệnh nhân. Tuy nhiên cũng có thể là do cái tình trạng mà suy chức năng bơm tim, do cái tình trạng thiếu oxy kéo dài thì nó sẽ dẫn đến gì tổn thương cơ tim, thì chúng ta cũng không báo cáo. Em nhận anh không được gọi mình được đi. À, dùng một aspirin đúng Dạ, đừng ăn đi không? lại. Mình đưa ra Cứ sốc lại. biết Dạ. rồi. Ok. Dạ, vâng, cảm ơn ạ. Xin lỗi mấy em nha. Thì đó, nếu như một bệnh nhân này chúng ta đánh giá là bệnh nhân nó cần hồi sức dịch thì chúng ta sẽ hồi sức dịch. Và nếu bệnh nhân này nó do gì, do vấn đề tổn thương cơ tim, do thiếu oxy kéo dài, do thiếu máu kéo dài tổn thương cơ tim thì chúng ta gì mà chúng ta phải cân nhắc vấn đề hồi sức dịch. Thì mình nếu không không tốt đó, thì bệnh nhân nó sẽ gì, sẽ phù phổi, bệnh nhân nó sẽ vấn đề suy tim, nó sẽ cầm nặng lên. Một cái vấn đề mà trong cái điều trị sau khi mà tim có trở lại, đó có trường hợp tim ngưng thở, đó là bệnh nhân nó sốt, bệnh nhân trung giật cơ. Thì thực ra bệnh nhân nó sốt, ở đây chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt để mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Về cái vấn đề mà kiểm soát thân nhiệt, gọi là hạ thân nhiệt chủ động, thì đối với trẻ em hay là đối chỉ có hiện tại bây giờ thì chỉ có đối với trẻ sơ sinh, thì cái vấn đề mà hạ thân nhiệt đối với cái tình trạng bệnh nhân tim bệnh ngạt á, thì nó có ý nghĩa. Còn đối với trẻ em hay người lớn thì người ta cũng chưa có chứng cứ nhiều, cho nên tùy trung tâm người ta sẽ áp dụng cái vấn đề mà CGM cho bệnh nhân, nghĩa là hạ thân nhiệt chủ động để không cho bệnh nhân không có sốt. Tại vì chúng ta biết rằng nếu mà sau khi mà ngưng tim mà bệnh nhân hồi sức có tim trở lại mà bệnh nhân sốt cao thì đó là gì, cái sốt này khả năng là tổn thương thần kinh, tổn thương cái trung tâm điều hòa nhiệt, và bệnh nhân tiên lượng rất là xấu khi mà gì, khi mà có biểu hiện sốt. Cái một cái nữa trong cái vấn đề mà mình lưu ý trong vấn đề hồi sức sau khi mà tim hoạt động trở lại, đó là vấn đề rối loạn đường huyết. Chúng ta biết rằng là vấn đề mà tăng bệnh đối với bệnh nặng nói chung, hay là bệnh nhân sau ngưng tim ngưng thở, vấn đề tăng đường huyết hay hại đường huyết gì thì đâu cũng đều nặng nề cả. Đấy, cho nên là gì, cho nên là gì, nếu như bệnh nhân mà có biểu hiện mà tăng đường huyết thì chúng ta phải xác định để chúng ta gì, chúng ta có thể ngưng truyền đường và chúng ta theo dõi sát vấn đề đường huyết của bệnh nhân. Còn đối với bệnh nhân mà có đều hạ đường huyết thì chúng ta gì, chúng ta có thể sử dụng đường 10% trong cái lưu đồ mà hồi sức hạ đường huyết 20 lít một ký, là chúng ta có thể tiêm tĩnh mạch chậm cho bệnh nhân, và sau đó chúng ta thử lại bằng đường huyết vô mạch hoặc là dùng lấy cái xét nghiệm đường huyết để mà chúng ta tùy mà chúng ta có thể truyền đường hay là gì, hay là ngưng. Tuy nhiên là mấy em lưu ý là gì, cái vấn đề mà đường huyết đối với bệnh nhân nặng thì nó luôn luôn nó thay đổi. Đấy, có thể tăng, lúc thì hạ, cho nên chúng ta cần phải giám sát tốt bằng cái chủ tích. Đấy. Điều trị nguyên nhân nếu có. Đối với một cái trường hợp mà ngưng tim, ngưng thở thì bắt buộc chúng ta phải gì? Phải hồi sức thường quy, đó là chúng ta làm ấn ngực, bóp bóng, dùng adrenaline hoặc là sốc điện tùy. Nhưng mà đó là mình làm sao để mà chúng ta gọi là tái lập được cái tuần hoàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên để vấn đề mà cái tái lập tuần hoàn này nó duy trì được hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều về vấn đề về nguyên nhân. Đây, nguyên nhân, nếu nguyên nhân chúng ta mà chúng ta giải quyết được thì bệnh nhân nó mới duy trì được. Còn nếu cái nguyên nhân mà chúng ta không phát hiện được, chúng ta không can thiệp được thì rõ ràng là gì, bệnh nhân nó sẽ quay trở lại, nó sẽ ngưng tim trở lại. Ví dụ nếu như bệnh nhân nó vào viện chúng ta do tình trạng tiêu chảy mất nước nặng, rồi nó có biểu hiện là gì, mất mạch còn điện tim, thì chúng ta hồi nhồi tim thì lại có tim, nhưng mà chúng ta phải bù được, bù cái thể tích tuần hoàn thì mới duy trì được cái vấn đề mà có tim cho bệnh nhân được. Hay là gì, một số cái nguyên nhân mà ngừng tim, đó là gì, 4H, đó là gì, 4T. 4H đó là gì, giảm oxy máu. Ví dụ
nếu như mà bệnh nhân này nó vô nó viêm phổi nặng đúng không, nó dẫn đấy nó ngưng thở rồi lại nó ngưng tim, thì trong cái ngưng thở đấy á, là do tình trạng giảm oxy máu kéo dài quá đúng. Ngưng thở và dẫn đến ngưng tim thì chúng ta nhồi tim có thể là bệnh nhân sẽ có lại. Tuy nhiên với vấn đề nếu chúng ta không cải thiện oxy qua máu bằng cách chúng ta thở máy hay là chúng ta làm các cái biện pháp cao cấp hơn thì chắc chắn bệnh nhân sẽ ngưng tim trở lại. Nếu cái tình trạng giảm oxy máu, tình trạng viêm phổi của bệnh nhân chúng ta điều trị không tốt, hay là gì giống như nãy anh nói đó là tình trạng giảm huyết tuần hoàn. Nếu như bệnh nhân này tiêu chảy mất nước nặng đúng không, thì mà chúng ta gì chúng ta không bù dịch thì chắc chắn bệnh nhân nó sẽ ngưng tim trở lại. Hay là một tình trạng tăng kali máu hay hạ kali máu. Đối với tình trạng tăng kali máu thì chúng ta cũng có thể gặp ở trong tình huống lâm sàng. Đó là gì? Những cái trường hợp đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương thận, hoặc bị ví dụ như bệnh nhân suy thận ở đấy bệnh nhân tăng kali máu. Nếu chúng ta nghĩ đến tăng kali máu mà chúng ta sử dụng các cái thuốc để chúng ta làm gì điều trị cái vấn đề tăng kali máu thì cái tình trạng hồi sức của tim thở mới có hiệu quả được và mới duy trì kéo dài được. Hay là đối với 4T thì chúng ta có gì như nãy anh nói về vấn đề trần khí màng phổi hay là vấn đề mà tràn ép tim do tràn dịch màng tim đấy, thì gì chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta phải giải quyết cái trần khí màng phổi, chúng ta phải chọc hút kim đúng không, chúng ta phải dẫn lưu hay là chúng ta cái gì đối với tràn máu màng tim và dịch màng tim mình dẫn đến cái tăng CONAS và bị tràn ép tim cấp thì chúng ta phải chọc hút thì chúng ta mới gì tim nó mới nở ra được, mình nó mới hoạt động trở lại được. Đây cho nên trong cái hồi sức ngưng tim ngưng thở thì luôn luôn chúng ta phải để ý là vì sao, nguyên nhân vì sao mà bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Đôi khi lúc đầu có nguyên nhân nó ví dụ như gì, ví dụ lúc đầu là bệnh nhân gì nó nguyên nhân của nó là do gì, do giảm thể tích, nhưng mà sau chúng ta hồi sức rồi bệnh nhân nó có thể nó có trần khí. Đây cho nên cái chuyện mà gì trong quá trình hồi sức, sau quá trình hồi sức là chúng ta luôn luôn đánh giá các cái nguyên nhân theo cái gì 4H của 4T để chúng ta phát hiện được các vấn đề, có thể vấn đề sau nó sẽ không giống vấn đề trước đấy, nhưng mà chúng ta cần phải phát hiện và chúng ta xử lý thì nó mới có hiệu quả được. Trong các vấn đề hồi sức ngưng tim ngưng thở thì chúng ta phải làm sao để mà chúng ta an toàn cho bệnh nhân. An toàn ở đây là gì, chúng ta cấp cứu được bệnh nhân nó có tim trở lại, bệnh nhân gì không sống được bệnh nhân, bệnh nhân gì không có tổn thương thương não nghiêm trọng, và an toàn gì, an toàn là gì trong cái lúc chúng ta thực hiện các cái thủ thuật mà ngưng tim ngưng thở và chúng ta không gây các cái biến chứng do cái làm việc quá mức của chúng ta. Ví dụ như nếu chúng ta gì chúng ta ấn ngực như nãy nói là nếu chúng ta ấn ngực không phải là 1/3 cái chiều dài trước sau, chiều dài trước sau của lồng ngực, chúng ta ấn quá sâu thì nguy cơ là gì, ngay gãy xương sườn hay chấn thương ngực đấy, thì chúng ta cần cái gì, chúng ta cần phải ấn đúng bằng kỹ thuật. Cái thứ hai là gì, bệnh nhân là gì, khi mà ấn ngực là chúng ta luôn luôn phải đặt cái bệnh nhân lên một phần cứng. Ví dụ nếu như bệnh nhân ở trong giường hồi sức, bệnh nhân đang nằm trên một cái giường nệm, mà nếu như bệnh nhân ngưng tim thì chúng ta cần phải đặt một cái tấm ván ở dưới lưng của bệnh nhân để mà chúng ta gì, chúng ta ép tim. Chứ còn nếu như chúng ta gì để không để cái tấm ván đó chúng ta ép thì rõ ràng chúng mỗi lần chúng động tác chúng ta ép xuống thì cái miếng nệm nó sẽ sụp xuống và rõ ràng là cái hiệu quả nó cũng không có cao được. Đấy, cho nên chúng ta cần hết sức lưu ý trong cái vấn đề này khi mà chúng ta ép tim cho bệnh nhân. Đấy, khi mà chúng ta hồi sức mà không có hiệu quả thì như hồi nãy anh nói là gì, chúng ta cần phải tìm cái nguyên nhân những 4H của 4T đấy, và chúng ta gì kiểm tra lại các cái phương tiện hồi sức chúng ta đã đạt được hay không. Ví dụ nếu như chúng ta gì hồi sức mà bệnh nhân có tim trở lại rồi, cái tự nhiên bệnh nhân nó không có tim trở lại thì chúng ta coi thử vấn đề về gì oxy chúng ta có gắn được hay không, chúng ta có đủ oxy hay không, cái bắp bóng của chúng ta nó còn có hoạt động tốt hay không. Hay nếu bắp bóng mà nó bị hở hay là nó bị rớt cái túi phía sau thì rõ ràng là gì, rõ ràng là chúng ta không thể chúng ta hồi sức được đấy. Và một cái lưu ý là gì, trong quá trình hồi sức thì chúng ta luôn luôn đánh giá đi đánh giá lại, nếu trục trặc ở vấn đề nào thì chúng ta sẽ giải quyết ở vấn đề đó trước khi chúng ta qua bước tiếp theo. Cụ thể là gì, nếu chúng ta đang hồi sức đúng không, chúng ta kiểm tra được bước A tốt rồi, bước B tốt rồi, và chúng ta ấn tim trở lại rồi, có tim trở lại rồi, xong rồi chúng ta cần phải đánh giá lại coi thử bước A có ok lại hay không. Nếu bước A không, đường thở bệnh nhân không thông, bệnh nhân gặp cổ lại bệnh nhân không thông đường thở đúng không, thì chúng ta phải có kế hoạch mà chúng ta khai thông cái đường thở cho bệnh nhân. Hay là gì, nếu như chúng ta gì tới bước B rồi, chúng ta bấm bấm cho bệnh nhân rồi, sau đó bệnh nhân có tim trở lại rồi, bệnh nhân có thở rồi đúng không, chúng ta nghĩ là bệnh nhân gì chỉ cần thở oxy thôi, nhưng một chập sau là gì chúng ta thấy gì bệnh nhân là tim bắt đầu là gì đập
chặn nó lại và bệnh nhân thở ngáp nó lại, thì rõ ràng quá trình những vấn đề của bệnh nhân là gì, bệnh nhân vẫn còn cái thở bệnh nhân không có hiệu quả, bệnh nhân thiếu oxy máu và bệnh nhân dẫn đến như gì, bệnh nhân sẽ ngừng tim lại. Đây cho nên thì trong quá trình hồi sức chúng ta luôn luôn phải đánh giá xen kẽ và xử trí xen kẽ lẫn nhau đấy, và giải quyết từng vấn đề một để đảm bảo trong cái quá trình hồi sức của chúng ta có cái hiệu quả cao nhất. Như vậy kết luận là gì? Trong các vấn đề ngưng tim ngưng thở thì cái vấn đề mà phát hiện sớm cấp cứu kịp thời đó là vấn đề then chốt để mà đưa đến kết quả thành công. Và trong cái vấn đề mà ấn tim thì chúng ta luôn luôn nhớ là 5-6 cái bước để mà chúng ta gì ấn tim, gọi là hồi sức ngưng tim ngưng thở mà chất lượng cao, đó là tần số ấn ngực đúng, vị trí ấn ngực đúng, cái là đảm bảo cái độ sâu khi ấn ngực, để ngực nảy lên hoàn toàn sau mỗi lần ấn ngực, tránh tâm khí quá mức, tránh nghỉ quá dài, và gì nên thay đổi người mỗi 2 phút hoặc là sớm hơn nếu mà cảm thấy mệt, và luôn luôn phải kết hợp giữa gì ấn tim và hỗ trợ một cách hợp lý nhất. Cụ thể nếu như mà chưa lúc bệnh nhân mà chưa đặt nội khí quản thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ hậu sức ngưng tim ngưng thở với cái tỷ lệ 15-2, nghĩa là 15 lần ép ngực ấn ngực và 2 lần thổi bóp bóng. Nếu như mà bệnh nhân mà có đặt nội khí quản rồi thì chúng ta sẽ gì ép ngực ấn ngực độc lập với cái tần số khoảng 100-120 lần trên phút, bóp bóng độc lập với cái tần suất là khoảng gì một nhát mỗi 6 giây, như vậy là khoảng 10-12 lần trên một phút bóp bóng. Đấy. Như vậy là trên đây là cái bài trình bày của anh về vấn đề hồi sức ngưng tim ngưng thở ở trẻ em, thì không biết các em có trao đổi gì không, có hỏi gì không, có nghe kịp không? Alo, mấy em có nghe không em? Thực ra là học trực tuyến thì cái vấn đề mà tương tác thì nó cũng hơi khó khăn. Thì anh không rằng cái mỗi lần mà tắt xuống thì nhiều lúc là nó từ coi mỗi lần tắt thì lại không thấy, bật lên là không thấy mấy em. Rồi mấy em có hỏi gì không? Cái bài đầu tiên. Dạ thầy. Thấy. Dạ thầy cho em hỏi một câu ạ. Hỏi nhiều câu cũng được, cần chi một câu. Hỏi đi em. Dạ. Dạ thầy cho em hỏi là cái năng lượng mà sử dụng trong cái máy khử rung ở trẻ em á, là mình dùng máy 1 pha hay là 2 pha ạ? À, thì bây giờ có máy ấy thì người ta dùng 2 pha nha. Và dạ. người ta có thể gì đó. Mấy có cái máy đó thì có cái máy gọi là xúc nhịp đồng bộ á, hiểu không? Cái đôi khi là lúc đầu bệnh nhân mà nó ví dụ rung thấp đi thì chúng ta có thể không đồng bộ, nhưng mà khi mà bệnh nhân nó có nhịp rồi đấy, và nên chúng ta nên chọn cái chế độ mà synchronize của nó. Còn cái run của nó thì như nãy anh nói đó, khởi đầu thì mình cái hướng dẫn mới nhất của trường là tới 4 run đấy. Nhưng mà còn hướng dẫn của học AHA năm 2018 thì mình dùng 2 joule, sau đó là thứ hai tăng 4 joule ký. Nhưng mà nếu như mà đó là cái vấn đề mà bệnh nhân ngưng tim ngưng thở là khác, còn nếu như với các cái bệnh nhân mà nó ví dụ viêm cơ tim mà nó gây nhịp nhanh thắt mắc mạch thì lúc đó mấy em sắp điện á là cái joule nó sẽ thấp hơn, 0.5 hay 1 joule một ký thôi, nó khác nhau đó, mấy em để ý. Rồi em cảm ơn thầy. Hỏi chuyện nào? Dạ thưa thầy, em hỏi là cái tiêm adrenaline trong xương đó thầy, thì tiêm ở vị trí nào có thể? Cái tiêm trong xương đó thì nó có mấy cái vấn đề này. Thứ nhất là gì, nó con đường người ta khuyến cáo nếu như mà sau khi mà bệnh nhân nặng, bệnh nhân sốc tim, bệnh nhân khi đó bệnh nhân ngưng tim ngưng thở, bệnh nhân sốc mà chúng ta lấy ven không được, lấy đường truyền không được, đường truyền nước mạch á không được trong vòng khoảng 5 phút thì chúng ta phải cân nhắc cái bệnh viện trong xương. Cái thứ hai nữa là vì là mình chúng ta là không có cây kim, có cái cây kim mà gọi là đặc chủng của nó, cái khoan đó. Nếu mà chúng ta có khoan đó thì chúng ta không giới hạn lứa tuổi, ngay cả người lớn chúng ta cũng lấy được. Đấy, hiểu không? Đấy, tuy nhiên là phần lớn có các cơ sở bệnh viện là không có kim đó, cho nên chúng ta dùng cái kim 18 thôi. Chúng ta dùng kim 18, chúng ta lấy kim sạc rê á, chúng ta lấy thôi, cho nên nó là gì, thường chúng ta dùng những em bé mà dưới 2 tuổi lấy được, chứ còn sách vở thì nó dưới 5 tuổi, 6 tuổi thực ra rất là khó, dưới 2 tuổi chúng ta lấy thoải mái với kim sạc rê 18.
Cái thứ ba là vị trí, nó cũng rất nhiều vị trí, có thể là ngay chỗ mào chậu trước trên, hay là gì, và cái vị trí mà thường lấy nhất đó là đầu trên của sân chài, dưới là của chào hay có khăn tay. Đấy là cái vị trí mà gì hay lấy nhất. Đấy. Thực ra là cái mà mình bị lấy tim trương trương nó không khó đâu, nghe nói mấy em việc lý thuyết mấy em không hình dung, nhưng mà mấy em có thể mở cái video clip á, trên YouTube á, nó nhiều lắm, và trong cái quá trình mà dạy cái chương trình MBOS thực hành thì bọn anh cũng cho lấy trên trên đùi gà đấy, thì cũng đơn giản thôi nhé. Làm còn kỹ thuật không khó để mà làm, và chúng ta phải nghĩ đến con đường đó. Và đối với trẻ em thì như nãy nói là lấy cái đầu tranh của cái chân trời đó hả. Dạ Dạ em cảm ơn thầy. alo Ừ nghe đây. dạ thầy thầy cho em hỏi là trong cái trường hợp mà bệnh nhân mà bệnh nhi mà bị gãy xương sườn cái này thì mình ấn ngực thì mình sẽ giảm cái độ sâu xuống, thì mình giảm bao nhiêu là mình sẽ biết đó là đủ và mình Cái đó sẽ. là không quan trọng, phải là giảm. Nếu em giảm mà em không đủ cái độ sâu của nó thì rõ ràng ăn ngực nó cũng không có hiệu quả, em hiểu Dạ. không? Em làm sao mà để cái quan trọng là gì, đúng đối với chấn thương thì thường thường chấn thương nó có thể làm cho nhiều nhiều cái tổn thương, nó giới hạn cái vấn đề mình hồi sức tim không thở đây, nhưng mà quan trọng là em phải hồi sức sao mà nó có tim trở lại, hiểu không? Đấy Dạ. thì vừa song song với cái mình ép tim, cái vị trí ép, cái gì cái biên độ ép nó phải đủ được cái áp lực của nó, đủ được độ sâu của nó thì nó mới có tim được, chứ ép hời hợt thì nó đang có tim được. Cái thứ hai như đã nói là quan trọng là em phải tìm được cái nguyên nhân vì sao mà em bé rõ ràng chấn thương ngực gãy xương sườn nó không phải là nguyên nhân để mà làm cái bé ngưng tim, đúng không? Thì có thể là bệnh nhân mất máu nè, và có thể là bệnh nhân chấn thương ngực thì bệnh nhân có thể nó trầm khí, đúng không? Chúng ta phát hiện sớm cái trầm khí bằng phổi, trầm khí chẳng ép tim, chúng ta phát hiện có thể em bé này có trầm máu bằng tim hay không, đúng không? Đấy thì chúng ta mới gì cấp cứu cái ngưng tim thở thành công và duy trì nó kéo dài được, chứ không chúng ta nhờ hồi bóp bóng chúng ta ăn ngực xong chúng ta cho adrenaline thì tim mới có đấy, nó sẽ có trong vòng thời gian rất ngắn nếu chúng ta nguyên nhân chúng ta không giải quyết. Dạ thầy. Với lại cho em hỏi là cái thời gian mà CPR ở bệnh nhi thì bao lâu thì mình được coi là một cái CPR thất bại thầy? Cái hồi sức ngưng tim ngưng thở bao lâu là một cái thất bại thì có một câu hỏi mà người ta không có câu trả lời. Vì sao không có câu trả lời? Tại vì hiện tại giờ không, người ta không thống nhất, không phải là khó để người ta thống nhất, nhưng mà vì nó phụ thuộc rất nhiều tình huống, hiểu không? Đơn cử như thế này, nếu như mà một em bé vào với chúng ta nó bị một cái bệnh lý mãn tính, ví dụ một bệnh ung thư đi, đúng không, có điều trị lâu rồi, đúng không, bây giờ em bé nó ngưng tim thì thường thường những cái tình huống đó là chúng ta sẽ hồi sức gì không kéo dài, vì người nhà họ biết rồi, vì vì em bé nó ví dụ ung thư mà nó không có khả năng cứu chữa nữa, đúng không, thì có thể chúng ta không hồi sức, hoặc chúng ta hồi sức thời gian ngắn thay tim không đập lại, chúng ta kết thúc hồi sức rất sớm, đúng không? Còn một tình huống khác, ví dụ như em bé này nó đang khỏe mạnh bình thường đó, đúng không em, giờ nó bị một cái chấn thương gì đấy hoặc là một cái lý do gì đấy, ví dụ như là nó bị dị vật đường thở đi mà vào với chúng ta nó ngưng thở ngưng tim, thì những tình huống đó chúng ta hồi sức rất là lâu, có thể 1 tiếng đến nửa 2 tiếng đồng hồ, đúng không? Đấy thì và một cái tình huống nữa là gì, nó phụ thuộc vào cha mẹ nữa, đôi khi chúng ta hồi sức nhưng mà cha mẹ đứng bên cạnh nó bảo là có mấy bác cứ cố đi cố hồi sức, thì lúc đó chúng ta ngã ra không được, chúng ta ngưng hồi sức không được, chúng ta phải cố làm cho người nhà để mà gì, chứ không mà chúng ta ngưng liền là người nhà họ sẽ nhảy lên. Đấy về mặt lý thuyết thì người ta nói rằng đối với hồi sức ngưng tim ngưng thở, nếu sau 30 phút mà thất bại thì coi như là thất bại, khả năng hồi phục rất khó, hiểu không? Nếu 30 phút mà chúng ta hồi sức tim không có lên nữa thì khả năng thất bại. Đây đó là về mặt lý thuyết, còn trên thực hành thì nó phụ thuộc vào mấy các tình huống mà giống như anh nói đó, tùy em ấy. Dạ em cảm Đôi ơn khi thầy. chúng ta kéo dài 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đó, chúng ta biết chắc là bệnh nhân nó sẽ không có tim lại rồi, nhưng mà chúng ta vẫn làm, chúng ta không thả được vì những cái lý do như thế. Dạ em cảm ơn thầy.
Em hỏi gì nữa không? Dạ thầy. Ừ, anh đây. Dạ thưa thầy là trong trong cái mục đích em thấy là trịnh thông kỵ quá mức là vì sao vậy thầy? Ôi trời, nãy nói hai ba lần rồi. Tại vì tránh thông khí quá mức, đúng không? Tại vì nếu như mà em, ví dụ như em thổi ngạt, em bóp bóng và em bắt qua đầu khí quản á, với cái tần số cao, với cái áp lực rất lớn, thì mỗi cái lần như vậy em bóp vào á, thì làm gì tăng áp lực lồng ngực. Mà tăng áp lực lồng ngực thì nó có hai cái. Thứ nhất là gì, lúc mà em ép tim xuống đó, ví dụ em tăng cái số lần em bóp bóng đi, thì cái người ép tim hồi dù học ép thì nó sẽ trùng với cái lần bóp bóng của em, và trùng với bóp bóng của em thì rõ ràng cái áp lực mà người ta ép xuống đó, nó cũng không đạt được cái biên độ đó em nè. Cái thứ hai là khi mà em thông khí quá mức thì nó sẽ làm tăng áp lực trong lồng ngực, và tăng áp lực lồng ngực thì máu nó sẽ về tim thì ít, mà máu về tim ít thì dẫn đến gì, khi mà em ép tim xuống máu và đến các cơ quan nó cũng sẽ gì, cũng sẽ không đạt đấy. Cho nên người ta tránh thông khí có mức là vì đấy. Và người ta đưa ra tỷ lệ nếu như mà không có đặt nội khí quản thì nó là 15:2. Nếu như chúng ta có đặt nội khí quản thì ép tim vẫn cứ ép, bóp bóng vẫn cứ ép, cứ bóp, nhưng mà tần số ép tim thì phải đạt được 100 đến 120 lần, bóp bóng thì đạt được 10 đến 12 lần trên phút. Cho nên là gì, chúng ta canh, ví dụ như cái anh bóp bóng anh nhìn cái anh ép tim á, nếu anh thấy ép tim ép xuống là lúc anh không bóp, anh tim thả ra thì anh bóp, em hiểu không? Đây, đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa, mặc dù người ta không nói là tỷ lệ 15:2, nhưng mà mình phải phối hợp giữa anh ép tim và anh bóp bóng à, đấy, để mình chứ anh vừa ép tim vừa bóp bóng vào cái thì chắc chắn thấy cái vấn đề ép tim không đạt được, và gì bóp bóng của em cũng khó khăn, mà lúc đó coi chừng là bệnh nhân nó sẽ vỡ thế này. À, được không? Em rõ không? Dạ, em cảm thấy ạ. Ừ. Rồi với em có hỏi gì nữa không nè? Rồi nếu mà em không hỏi chi thì mình nghỉ khoảng 5 phút thôi, anh đi làm ở đây cái rồi xong rồi là mình quay trở lại nha.